tiêu dùng thông minh với những nội dung đáng chú ý. Tháng 9 năm 2021, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Nestle tập trung phát triển thực phẩm chay. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt tay khởi động lại sản xuất, mở cửa trở lại để tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn thịt những tháng cuối năm. Ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố lộ trình mới với các hoạt động dịch vụ kinh doanh từng bước được hoạt động trở lại, nhiều siêu thị, chợ trên địa bàn đã mở cửa chào đón khách. Cũng từ đó, việc mua sắm hàng hóa của người dân cũng dễ dàng thuận tiện hơn. Ghi nhận từ tiêu dùng thông minh. Hải sản là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích, nhưng nếu không cẩn trọng trong việc lựa chọn và chế biến, ăn hải sản có thể gặp nguy cơ ngộ độc. Biển báo đỏ tiêu dùng. Hiện nay, các loại thực phẩm nhập khẩu đang được rao bán trên các trang mạng xã hội với mức giá khá rẻ, khiến cho nhiều người tiêu dùng lo ngại về chất lượng của sản phẩm cũng như là về nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng chất lượng thực phẩm nhập khẩu bán online, giá rẻ giật mình. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất, trong đó nhiều chợ truyền thống cũng mở lại, nhờ vậy mà giá thực phẩm cũng được giảm theo. Nhưng cụ thể giảm ra sao và đối với mặt hàng nào, chuyên mục Đi chợ xem giá cập nhật đến quý vị trong bản tin hôm nay. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tiêu dùng thông minh được phát trên các nền tảng của FPNC. Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 10 sẽ có nhiều thông tin tiêu dùng trên thế giới và trong nước đáng chú ý. Ngay sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Mở đầu là những thông tin tiêu dùng trên thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê của Caixin, trong tháng 9 vừa qua thì các hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Cụ thể là chỉ số PMI dịch vụ đã tăng lên mức 53,5 điểm từ mức 46,7 điểm của tháng 8. Con số này đánh bại kỳ vọng của thị trường và vượt ra mức thấp nhất từng được ghi nhận trong đợt dịch năm ngoái. Các nhà phân tích từ Caixin cho rằng chính phủ cần tiếp tục tăng cường kiểm soát đại dịch và giảm bớt áp lực từ phía cung để tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Ngoài ra, Caixin cũng đề xuất các biện pháp khác như duy trì sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu, chẳng hạn như việc làm, giá nguyên liệu thô và kiểm soát tiêu thụ năng lượng. Cũng tại Trung Quốc, hiện nay thì đang có một loại hình chụp ảnh mới được giới trẻ nước này khá là yêu thích, đó chính là Studio Selfie. Đây là nơi có máy ảnh và ánh sáng chuyên nghiệp, khách hàng được tự do lựa chọn trang phục, đạo cụ và phụ kiện. Sau đó họ có thể tự chụp ảnh với sự trợ giúp của một công cụ điều khiển từ xa. Một khách hàng chia sẻ về ưu điểm của mô hình mới này, đó là thoải mái, được linh động chọn hình thức chụp ảnh, có thể nhờ bạn chụp hoặc là tự chụp và quan trọng hơn hết là giá cả rất mềm. Giá cho một buổi chụp kéo dài 2 giờ là từ 200 tới 300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 31 đến 47 đô la Mỹ. Nếu ai cần make up thì phải trả thêm tiền. Chủ của các studio này chia sẻ chi phí thuê mặt bằng không cao, nhưng tiền thuê các phụ kiện và trang trí mới là vấn đề. Thêm một trở ngại chính nữa, đó chính là hình thức này khá mới, do đó chưa thể thu hút được quá nhiều người sử dụng dịch vụ và các phụ kiện hay đồ trang trí rất dễ bị lỗi mốt. Thưa quý vị, ấm lên toàn cầu là thứ mà con người chúng ta không ai mong muốn, thế nhưng đó chưa hẳn là một tin xấu. Đối với những công ty khởi nghiệp thu giữ CO2 trong khí quyển và biến nó thành sản phẩm có lợi nhuận, các công ty này có thể tạo ra vật liệu xây dựng, quần áo, thể thao hay thậm chí là cả những viên kim cương đắt đỏ. Công ty Ether Diamond có trụ sở tại New York, Mỹ là người tiên phong trong việc tạo ra kim cương trong phòng thí nghiệm bằng cách tái chế CO2. Công ty có mục tiêu loại bỏ 20 tấn CO2 từ khí quyển trong mỗi carat kim cương mà họ bán ra. Quy trình sản xuất kim cương của công ty này bao gồm 3 bước. Đầu tiên là hợp tác với một công ty Thụy Sĩ để sử dụng công nghệ thu nhận không khí trực tiếp để hút khí CO2. Sau đó, lượng khí này sẽ được biến đổi thành hydrocarbon và cuối cùng là được sử dụng để tạo ra kim cương thông qua quá trình lắng động hơi hóa học. Các sản phẩm trang sức của họ có giá từ khoảng 1 tới 45 đô la Mỹ. Tại Ba Lan mới đây, nhà sử học và nhà sản xuất bia tại gia ông Slagomir Grija đã thử nấu lại một loại bia theo công thức thời Trung Cổ bằng cách sử dụng men bia được thu thập từ các hầm rượu lịch sử của thành phố Krakow. Ông Rija này ra ý tưởng từ năm 2016, sau nhiều năm chuẩn bị, ông đã thu thập men từ các trầm tích được tìm thấy trong các hầm rượu từng được sử dụng để lên men bia. Từ đó, ông đã có thể ủ mẻ đầu tiên cùng với các nhà sản xuất bia chuyên nghiệp. Ông Rija nói với Kreuter rằng đã khoảng 178 năm kể từ lô bia Krakow trắng cuối cùng được sản xuất. Bia trắng của Krakow được tiêu thụ rộng rãi từ thời Trung Cổ cho đến thế kỷ 18.
Đây là một loại bia được làm từ mạch nha, lúa mì, có thêm hoa bia và nước, có bọt dày và nồng độ cồn khoảng 3%. Ông Rija cho biết không rõ quá trình sản xuất bia lịch sử cụ thể hay loại bia thời đó thực sự có mùi vị như thế nào. Đầu tiên, ông phải ủ lúa mạch trong vòng 4 tuần trước khi sẵn sàng chế biến. Sau đó thì các nhà nghiên cứu từ Đại học Nông nghiệp Rakov sẽ nghiên cứu hàm lượng đường, protein và vitamin của nó và so sánh với các loại bia hiện đại. Theo Reuters, thì mới đây tập đoàn Nestle đã cho ra mắt phiên bản tôm và trứng với thành phần nguyên liệu dựa vào thực vật. Quyết định này được đưa ra sau khi tập đoàn ghi nhận doanh thu hàng năm ở mảng các sản phẩm chay và thuần chay là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Nestle đang chạy đua cùng với các hãng thực phẩm đa quốc gia khác để chiếm lĩnh thị phần đồ chay. Tập đoàn này đang đẩy mạnh phát triển danh mục thực phẩm làm từ protein thực vật khi họ cho rằng người tiêu dùng sẽ giảm sử dụng thịt và sữa. Nguyên nhân một phần là do chế độ dinh dưỡng đang thay đổi và ý thức bảo vệ môi trường. Hiện hãng này đang bán các sản phẩm chay thông qua các loại hình bán lẻ đa dạng, bao gồm các trạm xăng ở Ukraine và các cửa hàng thức ăn nhanh và các siêu thị ở Hy Lạp. Chuyển sang những thông tin tiêu dùng trong nước, thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc mới cũng giảm dần, cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, thì người dân tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã bắt tay khởi động lại chuỗi sản xuất, bắt đầu chuyển sang trạng thái bình thường mới. Những ngày này ở thị trấn biển Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân tất bật quay trở lại với hoạt động mua bán hải sản. Tương tự, tỉnh Bến Tre cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương trong tỉnh cũng đang hỗ trợ người dân mở rộng và phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã gây ra khủng hoảng nặng nề cho khu vực phía Nam, ngành chế biến nông thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long gần như tê liệt. Tuy nhiên thì gần đây dịch bệnh chuyển biến tốt đã tạo sự an tâm và mạnh dạn cho doanh nghiệp khẩn trương khôi phục sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Hiện thịt heo đang là thực phẩm chiếm phần lớn trong giỏ tiêu dùng thực phẩm hàng ngày của người dân Việt Nam. Cũng từ đó mà theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Việt Nam có khả năng sẽ vươn lên vị trí thứ hai châu Á về tiêu thụ thịt heo. Việt Nam hiện đang là một trong số những nước tiêu thụ thịt heo bình quân đầu người hàng đầu thế giới, đứng thứ ba ở châu Á chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc và được dự báo là sẽ vươn lên vị trí thứ hai vào cuối năm 2021. Sự phát triển của ngành chăn nuôi heo thịt Việt Nam là động lực chính của ngành thực phẩm trong nước. Sản lượng thịt heo dự kiến tăng lên 4 triệu tấn vào năm 2025 trước khi đạt mức 4,7 triệu tấn vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 3,1% trong giai đoạn năm 2021-2030. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của việc giãn cách kéo dài cộng với chi phí chăn nuôi tăng cao, đa phần là đã khiến đầu ra của các sản phẩm chăn nuôi bị ách tắc. Trước tình trạng này, thì cơ quan quản lý chuyên gia đã lo ngại là sẽ thiếu hụt nguồn cung thịt vào cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán. Trước thông tin Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại đã giúp giá gà công nghiệp nhích nhẹ lên được khoảng 19.000 đồng một ký so với trước đó là chỉ tầm 6 tới 7.000 đồng một ký. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ ước tính lượng gà công nghiệp còn tồn ở các trại khu vực này khoảng 4-5 triệu con, với thịt heo cũng chịu tình cảnh tương tự xuống giá mạnh nhưng vẫn vắng bóng người mua. Để tránh nguy cơ thiếu thịt, giải pháp cấp bách quan trọng nhất hiện nay là cho mở cửa trở lại các nhà máy giết mổ, chợ đầu mối, các chợ truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông vận chuyển, tiêm đủ liều vaccine cho công nhân các nhà máy. Còn các trang trại cũng phải tự cứu mình bằng cách giãn đàn ra để giảm đàn, giảm thua lỗ. Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh cho nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân đã đổ bộ về quê. Trước làn sóng nhiều người về quê, thì nhiều tỉnh miền Tây đã áp dụng các biện pháp như là dừng cấp giấy đi đường, siết chặt giãn cách. Điều này dẫn đến nỗi lo cho các doanh nghiệp ngành tôm lo chịu ảnh hưởng gián tiếp. Theo đó, nhiều hộ nuôi tôm ở huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng cho biết giá tôm thẻ giảm từ 1 tới 3.000 đồng một ký. Nguyên nhân do thương lái lấy lý do các địa phương ngưng cấp giấy đi đường nên lực lượng thu hoạch tôm ngại đi lại giữa các xã, huyện. Tuy nhiên, thì ở chiều ngược lại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam khẳng định giá tôm thẻ không giảm và dự báo thêm nếu các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh thì giá tôm thẻ có thể tăng từ 5 tới 10%. Trong khi gần tới dịp Giáng sinh, thị trường Mỹ tiêu thụ tôm rất tốt. Sau vải thiều Lục Ngạn thì đến Thanh Long Bình Thuận là sản phẩm nông sản tiếp theo được Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản MAFF chính thức cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Để được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Thanh Long Bình Thuận đã phải chờ hơn 3 năm. Chính vì thế mà việc được cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý tại thị trường nước Nhật càng khẳng định uy tín Thanh Long Bình Thuận, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ ở nhiều thị trường khác nhau, nhất là tại các thị trường khó tính như là châu Âu, Hàn Quốc, New Zealand. Thưa quý vị, thị trường heo hơi ở các vùng miền tiếp tục có sự biến đổi, trong khi ở khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên đứng yên thì giá heo hơi tại khu vực miền Nam lại giảm rải rác nhiều nơi. Ghi nhận trong ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10, giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Sóc Trăng giảm dao động ở mức 44.000 đồng một ký. Tại các tỉnh như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh, giá heo xuất chuồng cũng chỉ khoảng từ 41 tới 43.000 đồng một ký. Nhìn chung thì giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam dao động trong khoảng 41 tới 44.000 đồng một ký. Trái lại với giá heo hơi trong nước rất mạnh thì nhập khẩu thịt heo đông lạnh từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng đều. Hết tháng 8, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của cả nước đạt gần 505.000 tấn. Trong đó, thì nhập khẩu từ Nga lớn nhất kim ngạch nhập khẩu đạt tới 76.570 tấn, tăng gần 200% về lượng và tăng 182% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Sau đó, thì từ Brazil là 14%, từ Canada chiếm 12,4%, từ Đức chiếm 11,6% và từ Ba Lan là 5,3%. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh cho nới lỏng giãn cách xã hội thì một trong những việc được rất nhiều người dân đón nhận đó chính là được đi chợ, đi siêu thị mua sắm. Sau nhiều tháng phụ thuộc vào việc đi chợ hộ hoặc các hoạt động hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nay được đi trực tiếp, đi chợ, đi siêu thị không chỉ đem lại niềm vui, sự thoải mái trong sinh hoạt của các gia đình mà đây còn là tín hiệu tích cực của cuộc sống thời mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài siết chặt giãn cách để phòng dịch. Sau nhiều tháng phụ thuộc vào việc đi chợ hộ, nay bà Trần Thị Thu Nga ở quận 11 mới được trực tiếp đi chợ. Vật bất ly thân giờ đây chính là khẩu trang và kính chống giọt bắn. Chợ hoạt động trở lại, mặc dù hàng hóa còn ít, cảnh mua bán còn thưa thớt do nỗi lo dịch bệnh, nhưng với nhiều người nội trợ, được đi chợ là niềm vui, dấu hiệu của cuộc sống đang bình thường trở lại. Đi chợ rất cũng dễ dàng, đi chợ cũng vui nữa, gặp mấy chị em trong chợ, người nào cũng nói gặp nhau là mừng rồi, mua đồ cũng bình ổn. Bình Thới là chợ truyền thống đầu tiên ở quận 11 mở cửa lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch. Để được hoạt động, chợ phải đảm bảo các tiêu chí an toàn. Hầu hết tiểu thương ở chợ đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Các gian hàng được trang bị tấm chắn để đảm bảo an toàn và khoảng cách. Chợ cũng chỉ khởi động lại 50% công suất. Toàn chợ thì khoảng 500 hộ thì có khoảng 250 thì đang hoạt động trở lại, và các tiểu thương khi mở cửa ra thì cũng đều phấn khởi, nhưng đều có cái chấp hành tốt để thực hiện cái đảm bảo theo cái quy định. Chợ truyền thống mới mở cửa trở lại, còn siêu thị thì đã được hoạt động từ trước, nhưng với người dân, việc được trực tiếp đi siêu thị cũng chỉ mới đây, còn trước đó cũng phải nhờ đi chợ hộ, đặt hàng online hoặc đi siêu thị theo tem phiếu ở vùng xanh. Khách hàng hồ hởi, các siêu thị cũng tất bật trong những ngày này, lượng hàng hóa được tăng lên gấp 2 tới 3 lần, tập trung vào nhóm các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng bình ổn giá, việc đảm bảo các quy định phòng dịch được siết chặt. Thấy là lạc quan hơn, thấy như là mọi người cũng rất là vắng này, mọi người cũng chia ra rồi vào từng nhóm nhỏ thôi. Rồi cũng bảo đảm đủ cái khoảng cách. Giá cả nhìn chung thì chị thấy nó cũng bình thường á, không có gì. Tăng cái lượng dự trữ hàng hóa ở các nhóm hàng thiết yếu tiêu dùng và chăm sóc cá nhân. Đặc biệt là đối với các mặt hàng tươi sống thì lượng dự trữ của chúng tôi tăng lên tới 300%. 100% cán bộ công nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh đều đã tiêm mũi 1 để đảm bảo việc phục vụ cho khách hàng. Hiện có 15 chợ truyền thống và 116 siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động lại. Từ khi nới lỏng giãn cách, thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá và hướng dẫn để tổ chức mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, các điểm bán lẻ trên nguyên tắc an toàn đến đâu, mở cửa đến đó để tiếp tục cung ứng hàng hóa cho người dân. Thưa
Thưa quý vị, sử dụng thực phẩm nhập khẩu là thói quen ưa thích của nhiều người nội trợ bởi họ tin rằng loại thực phẩm này luôn tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về kiểm duyệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng cần thận trọng hơn nữa khi sử dụng thực phẩm nhập khẩu, nhất là các sản phẩm có giá rẻ bất thường được bán tràn lan trên mạng xã hội. Chẳng hạn giá hoa quả nhập khẩu trên một số chợ cư dân được chào bán với giá rẻ giật mình. Ví dụ như là giá nho xanh Mỹ cuốn xanh giá chỉ 189.000 đồng một ký, táo túi Nam Phi được chào với giá 139.000 đồng 3 ký. Trong khi đó thì giá các sản phẩm này ở các cửa hàng hoa quả nhập khẩu, siêu thị sẽ cao hơn từ 50-70%. Cùng với đó thì thời gian qua lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp nhập lậu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chưa nói đến chất lượng các loại thực phẩm này vẫn còn nhiều dấu hỏi mà theo các chuyên gia, nếu không được kiểm soát chặt về nguồn gốc sản phẩm còn dễ thành đường lây truyền dịch bệnh COVID-19. Để cảnh giác, người tiêu dùng cần chọn lựa những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo đảm cho sức khỏe của chính mình và cả cộng đồng. Hải sản là những món ăn ngon, nhiều dinh dưỡng được rất nhiều người ưa thích. Thế nhưng chúng ta cần biết lựa chọn và chế biến để phòng nguy cơ ngộ độc, bởi ngộ độc hải sản rất dễ xảy ra do nhiều nguyên nhân. Vừa qua, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh đã tiếp nhận một trường hợp bị nhiễm virus Vibrio parahemolyticus, hay còn gọi là tả biển, do ăn hầu sống. Dù đã được chăm sóc và điều trị tích cực nhưng người bệnh đã không qua khỏi. Được biết thì loại vi khuẩn này gây ra viêm ruột cấp tính, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn toàn thân và có thể dẫn đến tử vong. Vi khuẩn này sống ký sinh trong hải sản như là cá, cua, tôm, sò, ốc, hầu và hà. Vì vậy, để tránh nhiễm vi khuẩn trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn hải sản sống hoặc tái hoặc hải sản bị hỏng. Hải sản cần phải được lựa chọn và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, còn nhớ cách đây tầm 3 tháng, thời điểm dịch bệnh diễn ra căng thẳng nhất, thì việc đi chợ đã trở thành một nỗi ám ảnh của người dân. Phần vì việc đi chợ quá khó khăn, phần chính là giá cả quá đắt đỏ. Thế nhưng, khi các chợ truyền thống đang dần được mở cửa trở lại, có lẽ quý vị có thể thở phào nhẹ nhõm hơn khi giá cả của nhiều mặt hàng đã hạ nhiệt đáng kể. Trên các trang chợ mạng, giá rau củ, thịt cá cũng dần về mức ổn định. Ghi nhận tại chợ Hòa Bình, quận 5, giá rau, thịt cá đều rẻ hơn so với thời điểm tháng 6, tháng 7. Cụ thể, 1 ký thịt ba rọi có giá là 140.000 đồng, rau cải ngọt 20.000 đồng một ký, dưa leo 18.000 đồng một ký, trứng gà 22.000 đồng một chục. Theo nhiều người thì giá này vẫn còn hơi cao, tuy nhiên nếu so với giá trong dịch bệnh thì vẫn rẻ hơn rất nhiều. Thực tế hiện nay khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 18, kênh phân phối lưu thông, vận chuyển không còn gặp nhiều khó khăn như trước đó. Các chợ truyền thống được mở lại giúp người dân thành phố dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm giá rẻ. Vào thời điểm đầu tháng 7, giá rau cải xanh, cải ngọt ở mức 30-35.000 đồng một ký, dưa leo tăng lên 40.000 đồng một ký, rau mùng tơi 35.000 đồng một ký, khổ qua 50.000 đồng một ký, salad 40.000 đồng một ký, cà chua khoai tây 50.000 đồng một ký, rau muống là 30.000 đồng một ký. Thì hiện tại, giá rau củ các loại đã giảm 40-50%. Tương tự, trên các hội nhóm chợ online các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh, giá rau củ, thịt cá đã hạ nhiệt dần so với 2 tuần trước. Các loại thịt, hải sản cũng đã về mức ổn định, dao động từ 100-250.000 đồng một ký. Trong đó, thịt vai là 115.000 đồng một ký, nạc dăm giá là 145.000 đồng một ký, sườn non 180.000 đồng một ký, tôm thẻ loại 28 con một ký thì giá là 210.000 đồng, mực ống 8-10 con giá là 220.000 đồng một ký. Theo thống kê của Sở Công Thương, tính đến ngày 7 tháng 10, thành phố có 28 trên 234 chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại, tập trung vào các quận như là quận 5 thì có 5 chợ, huyện Củ Chi 7 chợ và huyện Cần Giờ là 8 chợ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chợ được mở cửa trở lại hơn nữa, theo một cách an toàn nhất để giảm gánh nặng về chi phí đi chợ cho người dân, cũng là để giúp tiểu thương ổn định sinh kế trở lại sau một thời gian dài chịu quá nhiều thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thưa quý vị, bắp rang bơ với lớp phủ caramel béo ngậy sẽ là món ăn nhẹ hoàn hảo vào những giờ phút thư giãn của quý vị. Chúng ta có thể vừa xem phim vừa nhâm nhi những túi bắp rang ngon lành. Để làm được món này thì quý vị có thể chọn và mua nguyên liệu ở bất cứ điểm chợ hoặc là siêu thị nào, bởi những nguyên liệu này vô cùng phổ biến. Cùng bắt tay vào thực hiện ngay nào. Nguyên liệu cần có thật đơn giản, đó chính là kẹo sữa Unbelibe vị caramel, hạt ngô cùng một chiếc chảo chống dính. Đầu tiên bắt chảo lên bếp cho nóng, rồi quý vị cho bơ và bắp vào, đậy nắp và để lửa vừa phải và đợi ngô nở ra hết.
tiếp tục đun chảy kẹo cùng với một ít bơ. Khi tan chảy ra thì cho bắp vào đảo đều. Chú ý là để bếp lửa nhỏ, đừng to quá, nếu không sẽ rất dễ bị cháy. Nếu chảo mà chẳng may không có nắp thì quý vị có thể sử dụng một chiếc bát thủy tinh lớn để mà đậy lại cũng rất là tiện. Quá đơn giản cho một tô bắp rang bơ vị caramel phải không nào? Chuyên mục xem gì share gì vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng Tiêu Dùng Thông Minh ở những kỳ phát sóng tiếp theo, được phát vào tối thứ Bảy hàng tuần trên các nền tảng của FPNC.